Ngày nóng nực cần chăm sóc da đúng cách. Trong những ngày nắng nóng, chị em cần có cách chăm sóc da đúng nếu không sẽ lão hóa nhanh. Lựa chọn mỹ phẩm chứa ít dầu. Các bác sĩ da liễu đưa ra lời khuyên rằng chăm sóc da mặt mùa hè nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm tối đa. Nếu nhất định phải sử dụng mỹ phẩm, cần chú ý các loại mỹ phẩm trang điểm như kem dưỡng, phấn nền hoặc phấn trang điểm càng có ít dầu càng tốt. Đặc biệt Chú ý tới chỉ số SPF để bảo vệ làn da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời mùa hè. Không quên tẩy da chết và dưỡng da. Tẩy da chết là điều cần làm trong mùa hè vì thói quen tẩy da chết mỗi tuần còn có tác dụng giúp bạn loại bỏ các cặn bã, bụi bẩn và mụn cám nằm sâu trong lỗ chân lông. Sau khi tẩy da chết có thể đắp mặt nạ dưỡng da nhằm cung cấp dưỡng chất để bồi bổ cho làn da được phục hồi sự khỏe mạnh cũng như sáng đẹp. Cần chú ý không nhất định phải lựa chọn các loại mỹ phẩm quá đắt tiền để sử dụng làm mặt nạ bạn có thể đắp mặt nạ đơn giản bằng các loại trái cây rau củ quen thuộc có nhiều trong mùa hè như dưa leo dưa hấu hay quả bơ cà chua khoai tây để kết hợp với sữa chua sữa tươi không đường đắp mặt nạ đây là mặt nạ dưỡng da tự nhiên không chỉ tốt cho da mà còn có tác dụng ngăn ngừa mụn cũng như cải thiện làn da cháy nắng hiệu quả vứt bỏ lớp phấn nền trên mặt lớp phấn nền không chỉ khiến mặt bạn nặng trịch trong thời tiết nóng lực nó sẽ chảy vào các lỗ chân lông và bít chúng lại và chúng sẽ tiết ra nhiều dầu hơn hãy chọn loại kem làm ẩm nhẹ chứa silicone. nó sẽ tạo thành một lớp bảo vệ trên da giữ cho lớp trang điểm không bị trôi chảy bạn cũng có thể dùng loại phấn nền dạng bột khoáng nó sẽ hút lớp dầu thừa giống như một miếng bọt xốp cảnh giác với vài loại đồ ăn đồ uống có cồn và thức ăn cay nóng có thể tốt trong một đêm nóng bỏng. Nhưng chúng chẳng có ích lợi gì với làn da bạn, chúng làm giãn các mạch máu và khiến bạn đổ mồ hôi. Hạn chế đồ uống có cồn, ăn đồ ăn cay nóng không quá tuần một lần và tăng cường ăn cà rốt, cải bó xôi hay dưa đỏ. Những thực phẩm giàu vitamin A loại này sẽ làm chậm việc tiết dầu. Trở thành chuyên gia về mặt Tự đắp mặt nạ, chọn loại mặt nạ chứa xét hoặc acid salicylic là những thứ có thể tạm thời giảm sự tiết dầu trên da. Nếu da mặt bạn vẫn bóng lộn, hãy chọn loại mạnh hơn. Thay vì lột mặt thông thường, hãy thử bằng loại chứa axit salicylic hoặc axit glycol. Đắp mặt nạ cách khoảng một ngày sau đó để tránh làm khô da.